Xin chào mọi người, mời mọi người ăn trái đào với Thảo nha. Ở đây Thảo có hai loại là đào long. Đào long thì Thảo có gọt sẵn luôn. Đào long thì ở trong nó có màu trắng nha mọi người. Còn cái trái mà đào trơn nó là ở trong nó màu vàng vậy nè. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn nha. Thảo gọt sẵn, ăn cho nó dễ. Cái đào long rất là ngọt luôn. Ngọt. Thường mọi người mua cứ lựa mà cái màu nó càng đen thì nó càng ngọt. Nhóm đen gì nè, rất là ngọt. Rồi bỏ tủ lạnh ăn. Lạnh. Ở trong trắng nõn. Con này là đậu trơn. Đậu trơn ở trong màu vàng. Đây. Trái nó vàng. Cái này hiện chua hơn xíu. Nước chua hơn cái đầu lông thôi mọi người, chứ không phải là nước chua lắm nha. Chua ít lắm. Thảo sẽ chấm lại muối ớt nha. Ớt này cũng cay dữ lắm. Đúng cay luôn. Rồi. Mọi người thấy nó hơi nhọn. Thảo mà mua trái cây là lúc nào nhà Thảo nó cũng có. Thảo làm sẵn một chén muối ớt á, để ăn hoài. Chừng nào hết làm tiếp. Có muối ớt, muối tôm đổi qua đổi lại. Như cái muối này nè, mấy ngày ăn chưa hết giờ mọi người thấy không, muốn khô lại luôn á. Ăn chừng nào hết Thảo làm cái khác. Cay. Thảo thích ăn cái đầu lông ha.
Nhưng mà thường họ khác, người ta mua cái loại đào này nè, để người ta về người ta làm đào ngâm. Hai trái ăn hết, không no mọi người. Bự lắm chứ buồn. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem. Thôi chào tạm biệt. Bye bye.